Tại vì anh đã đứng trước mặt em và tỏ tình với em nên em cũng sẽ đối diện với anh để từ chối anh. Em xin lỗi anh ạ. Và em muốn vẽ thêm gia đình mình vào quả bóng rổ mà anh đã tặng cho em. Ôm chia tay tạm biệt bạn nào. Đừng buồn nha. Thằng cái này đừng ôm xiết con nha. Thằng kia nó xiết con á. Không sao đâu bạn ạ. Nên ăn lối bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em xinh xa tôi yên hơn. Và hồn sống bóng trong cô bé lại vừa bằng một tôi. Mọi người ơi, Không sao còn đứa em của tôi nữa nè. Nói chung là đến với chương trình nó cũng là một cái duyên, sau này hai bạn cũng có thể làm bạn với nhau. Thật ra chương trình cũng rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay thì có một màn tỏ tình rất là lãng mạn. Chúng tôi sẽ chúc cho bạn trên con đường thứ nhất là sự nghiệp lúc nào cũng thật là vững chắc, thăng tiến. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn ba tư mọi người ạ. Cảm ơn bạn, chúc các bạn hạnh phúc. Nên ăn lối bước về sau để thấy em gió. Chỗ còn bạn thân. Cái này là gì, có gì nè. Hai đứa nó ôm ra ngoài. Đôi trẻ giờ muốn làm gì làm. Nè, tặng lại cho bạn. Đây, em giao đi. Chúc đi nào. Thì bây giờ mình không có thể tỏ tình được với bạn nữ. Thì anh cũng chúc em. Có thể em quay đứng với em ơi. Ừ. Nè, cô gắng tỏ tình được. Tỏ tình được rồi. Anh cũng chúc cho em hai em hạnh phúc. Rồi, anh sẽ giao cái này cho bạn nữ nha. Chứ anh mà giao cho em thì người ta hiểu lầm nữa. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em. Ôi, mình che nhỏ, che nhỏ, mình che lỗ. Mấy mày, nãy giờ tôi có cái gì đó gọi là dương đông kích tay ở đây nè. Cái gì đó mà nó sai sai từ đầu rồi. Ơi, bây giờ sao? Chương trình ơi, giám đốc sản xuất ơi, làm ơn mua vé cho tụi tôi về đi. Chưa đại thiên lôi quýnh tôi thiệt luôn á. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Diễu Dương, thần Linh ơi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em ơi, sự lựa chọn của em là hoàn toàn sáng suốt. Cố lên chàng trai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần song ca của hai bạn nam. Hai bạn nam. Em thu hòa, em đã chị thu hòa. Huy ơi. Dạ. Con qua phía này nè, mẹ của Nghi Nghi vậy nè. Ôm nữa giờ. Không. Người anh em. Rồi. Chúng ta cùng nhau đến với tiết mục song ca cuối cùng. Món quà dành cho hai bạn, xin mời.